Xin chào anh chị nhà đầu tư. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở một bản tin vào cuối buổi chiều. Mình làm một video buổi chiều để phân tích và nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày 24 tháng 8, cũng như đưa ra các kịch bản và nhận định cho phiên giao dịch ngày mai, ngày 25 tháng 8. Sau đó thì Công Dũng cùng anh chị em sẽ đi phân tích những cái mã cổ phiếu nổi bật thuộc các nhóm ngành trên thị trường. Trong ngày hôm nay nó đã có những cái tín hiệu như thế nào? Những nhóm ngành nào nó đang thu hút được dòng tiền? Những nhóm ngành nào nó đang tích lũy để chúng ta có thể lựa chọn được mua những cái cổ phiếu nó đem lại lợi nhuận, sinh ra lợi nhuận cho anh chị em nhà đầu tư trong những giai đoạn sau. Thì kênh của mình cũng là một kênh để chia sẻ những kiến thức về đầu tư, những kinh nghiệm về đầu tư và phân tích thị trường cũng như một số mã cổ phiếu để anh chị nhà đầu tư có thể có một cái góc nhìn khách quan hơn về thị trường, để anh chị có thể đưa ra được những phương hướng cho cái việc mua bán cổ phiếu của mình được tốt hơn trong giai đoạn sắp tới. Cũng hy vọng rằng các anh chị sẽ ủng hộ Công Dũng một like và một phần đăng ký kênh để những video của Công Dũng sẽ được nhiều người biết đến hơn và những cái giá trị của mình đem đến sẽ đến được với nhiều anh chị nhà đầu tư để chúng ta cùng kiếm tiền ở trên thị trường nha anh chị nhé. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích lại VN Index trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Có thể nói hôm nay VN Index là một phiên tăng điểm, tăng 6,35 điểm lên mốc 1.277 điểm. Đã có lúc VN Index của chúng ta quay lại test vùng kháng cự 1.280, nhưng đóng cửa thì vẫn ở dưới cái vùng giá cao nhất trong phiên nhé. Đóng cửa ở vùng 1.277. Xem về độ rộng của dòng tiền thì hôm nay chúng ta có thể thấy là có 279 mã tăng, 172 mã giảm và 74 mã tham chiếu. Dòng tiền hôm nay với giá trị đó là 15.195 tỷ. Nó cũng tương đương như những cái phiên trước đó và cái khối lượng nó đã có những cái dấu hiệu giảm dần. Và chúng ta có thể nhìn thấy là VN Index của chúng ta là một phiên tiếp tục tích lũy giống như trong kịch bản mà hôm qua, video ngày hôm qua mình đã phân tích cho anh chị nhà đầu tư được biết. Chúng ta có thể nói được rằng cái giai đoạn này, ngày hôm nay VN Index mở gap thì mình cảm thấy là nó hơi có một chút gợn, hơi có một chút rủi ro. Bởi vì sao? Bởi vì rất dễ là VN Index sẽ có một nhịp chỉnh nhẹ xuống, quay lại test vùng hỗ trợ. Rồi sau đó nó mới có nhịp bật tăng nha anh chị nhé. Tại sao mình lại nói điều này? Bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy ở trong cái chart giờ của VN Index của chúng ta nhé, thì nó đang tích lũy lại ở trong cái vùng kháng cự. Đây là vùng kháng cự này, thì nó đang tích lũy lại ở trên vùng kháng cự. Thì với cái chart như thế này thì để VN Index mà có thể đi lên khỏe thì nó cần thiết, nó phải có phân kỳ dương. Thì đó là một cái chúng ta có thể lấy làm cái xác suất là thị trường nó sẽ đi lên cao hơn. Và để có được phân kỳ dương hai đáy đi lên thì khả năng VN Index nó sẽ có một nhịp rũ xuống. Và MACD nó sẽ có cái dạng như này, nó sẽ có như này, rũ xuống như này. Đấy, rồi tiếp đó là một cái nhịp đi lên, thì chúng ta sẽ thấy cái nhịp đi lên này nó sẽ bền vững hơn. Và cái nhịp này thì cái xác suất chiến thắng của chúng ta trên thị trường là nó cao hơn nha anh chị nhé. Còn bây giờ nó vẫn đang tạo một biên độ tích lũy, có thể những phiên sau nó vẫn tạo những biên độ tích lũy như thế này. Quay trở lại cái chart một ngày, cái chart ngày của VN Index thì chúng ta có thể thấy là VN Index của chúng ta là đang có những cái dấu hiệu để nó điều chỉnh. Thì cái tiềm ẩn về thị trường điều chỉnh nó vẫn treo ở trên đầu. Và những cái phiên gần đây mình cảm thấy rằng anh chị em đã cảm thấy rất là hồ hởi để chúng ta mua bán cổ phiếu. Anh chị là nhà đầu tư liên tục hỏi nên mua mã nào em? Nên mua mã nào bây giờ? Đấy, có mã nào đẹp để mua hay không? Đó. Tuy nhiên xin thưa với anh chị nhà đầu tư, đó là khi mọi người cảm thấy nó tự tin và thị trường đang rất là tốt thì rất dễ là chúng ta sẽ chịu những cái nhịp chỉnh nhá. Và theo mình cái giai đoạn này
Nhịp chỉnh mới là cái nhịp mua chính của anh chị em nhà đầu tư. Còn khi nó tăng hưng phấn thì đó là những cái nhịp mà chúng ta hạn chế tham gia cổ phiếu nhất có thể. Đó. Như dùng khách hàng VIP của mình thì mình đã cho mọi người mua từ những cái phiên này. Mua từ những cái phiên này. Nó có những cái nhịp nó quay về test MA20 thì mình đã cho anh chị em khách hàng là mua cổ phiếu tại những điểm mua đó. Chúng ta có thể mua được những cái cổ phiếu ở vùng giá tốt và có những cổ phiếu thì nó đã chuẩn bị về. Ngày mai là một cái lô đầu tiên của cái mua ngày thứ hai cổ phiếu về. Và hầu như mua trong những cái nhịp chỉnh này thì T3 về cổ phiếu nào cũng có lãi. Đó. Và đến cái ngày thứ ba cũng là một nhịp để chúng ta có thể mua cổ phiếu. Bởi vì hôm đó VN Index của chúng ta quay về test MA20. Và chúng ta nhìn thấy ở đây là VN Index test rất là đẹp. Test xong rút chân tăng lên. Và ngày hôm nay mở gap hưng phấn nha anh chị nhá. Mở gap hưng phấn mà lại va vào ngay đúng cái vùng kháng cự ấy. Thì đây là một cái điểm mua chúng ta gọi, nếu anh chị em nào mà nhảy vào mua ngày hôm nay ấy, thì mua những cái dòng mà nó tăng mạnh ấy. Mọi người thấy FOMO nhảy vào mua thì mình nghĩ rằng cái rủi ro nó nhiều hơn là cơ hội. Thì rất dễ là chúng ta sẽ dính vào những cái nhịp chỉnh. Có thể là VN Index nó chỉnh lại thêm một lần nữa. Đó, để nó tạo được hai đáy MACD ở cái chặt giờ này nha anh chị nha em nhá. Chỉnh thì nó sẽ có thể chỉnh test lại cái đáy này một lần nữa. Đấy, đấy là theo mình nghĩ như vậy, bởi vì mình thấy mọi người đang rất là hưng phấn, hưng phấn đến mức là mở gap, thị trường mở gap mà nó có những cái nhịp nó quay về lấp gap, nó xuống cái vùng thấp nhất đó là một vùng 1272 điểm. Tuy nhiên cái gap của chúng ta là bắt đầu từ vùng 1270 đến 1200 1270 đến 1275. Vì thế là nó mới quay trở lại đến vùng 1272 thôi. Thì nó vẫn còn rủi ro trong tiềm ẩn trong ngắn hạn là thị trường quay về lấp gáp. Nó giống hệt như cái trường hợp này mọi người nhá. Nó giống hệt như cái trường hợp này này. Nó không lấp sớm thì nó sẽ đến tận cái phiên này nó mới quay về nó lấp. Đây, cái phiên quay về nó lấp nó mở ra từ ngày 12 tháng 8 đến tận ngày 22 tháng 8 nó mới quay về lấp nha anh chị nhá. Thì rất dễ là những cái rủi ro tiềm ẩn trong ngắn hạn nó vẫn còn. Đó, đó là cái suy nghĩ của mình để chúng ta cần phải cẩn thận hơn với thị trường nhá. Mua gì thì mua, bán gì thì bán, vẫn phải chọn những cái điểm mua chuẩn để chúng ta mua, những cái điểm mua an toàn để chúng ta kiếm lợi nhuận. Xin nhắc lại anh chị nhà đầu tư là khi chúng ta xuống tiền chúng ta mua một mã cổ phiếu thì chúng ta nên đặt rủi ro và lợi nhuận như nhau nhé. Chúng ta mua thì chúng ta cũng phải nghĩ đến là nếu chúng ta mua sai thì chúng ta mất bao nhiêu tiền, và nếu chúng ta mua đúng thì chúng ta mất bao nhiêu tiền. Tâm lý của anh chị em nhà đầu tư khi mua cổ phiếu thì mình thường thấy đó là chúng ta nghĩ đến lợi nhuận là nhiều hơn là rủi ro. Khi mua hầu như ai cũng sợ bỏ lỡ, đó là cái trạng thái FOMO, cái trạng thái sợ bỏ lỡ, và mọi người nhảy vào mua đua giá, đua theo những cổ phiếu nó đã chạy mạnh. Chạy mạnh mọi người nhìn thấy, mọi người nhảy vào đua và mọi người không quan tâm đến thị trường nó đang vận động như thế nào. Thì đó rất dễ là những cái bẫy mà tạo lập họ đưa ra để anh chị nhà đầu tư nhảy vào FOMO, đẩy giá mua lên. Lúc đó đến một ngưỡng nào đó nhà tạo lập người ta sẽ xả hàng, thì lúc đó chúng ta là người hứng chịu và chịu những cảnh thua lỗ, đúng không anh chị? Thì mọi người cũng cần phải cân nhắc nhá, vùng kháng cự của chúng ta là 1280 đến vùng 1300, và hôm nay thị trường có pha test lại kháng cự 1280 và bị bán ngược lại quay trở lại vùng 1277. Điểm nhấn của chúng ta hôm nay vẫn là những cái cổ phiếu dòng dầu khí, một vài cổ phiếu dòng phân bón hóa chất, và điểm nhấn về cuối phiên các anh chị nhé, cuối phiên thì chúng ta lại thấy có những cái cổ phiếu dòng bất động sản khu công nghiệp nó tăng rất là mạnh vào cuối phiên. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi phân tích những cổ phiếu đó, những cổ phiếu nổi bật đó. Đấy. Còn về thị trường thì mình nghĩ rằng anh chị em vẫn nên cẩn thận một chút. Chúng ta cẩn thận mua thì chúng ta sẽ mua ở những nhịp chỉnh. Thì nếu VN Index có những nhịp chỉnh về những cái vùng test lại vùng 1260 thì đó là những cái điểm mua để chúng ta canh mua những cổ phiếu. Và mọi người cần phải có một người hỗ trợ tư vấn cho anh chị là chúng ta nên mua ở những cái vị thế như thế nào, chúng ta nên mua ở điểm nào, và đến điểm nào nó tiềm ẩn rủi ro rồi thì chúng ta không nên mua nữa nhá anh chị nhá. Và cũng
Anh chị nào mà trong giai đoạn vừa rồi có người tư vấn nhưng tư vấn không hiệu quả hoặc chưa có người tư vấn thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo đang chạy dưới màn hình. Mình sẽ hỗ trợ anh chị em tư vấn cho anh chị em cơ cấu danh mục và mời anh chị em vào Zoom khách hàng VIP, hướng dẫn anh chị em vào Zoom khách hàng VIP để chúng ta nhận được những cái mã mà mình khuyến nghị cũng như sẽ đem lại những cái lợi nhuận cho anh chị nhà đầu tư. Thì trong Zoom khách hàng VIP của mình thì cũng có những anh chị mà mua đúng đúng như những cái lệnh mà mình khuyến nghị. Tuy là tài khoản thì mình không nói về cái giá trị nhá, nhưng mà nói về là mặt gọi là khuyến nghị những cái mã. Đây là một tài khoản của một khách của mình mua tất cả những cái mã cổ phiếu này đều là mình khuyến nghị trong Zoom khách hàng VIP. Và đây là một chị con gái nhá, chị cũng không có nhiều thời gian để ngồi canh bảng đâu. Thực ra lúc nào mà khuyến nghị thì chị ấy mới vào mua và chị cũng rất thường xuyên hỏi mình về những mã cổ phiếu, cũng rất quan tâm đến danh mục của mình ấy, mã nào giữ được, mã nào nên bán thì mình cũng tư vấn cho chị ngay. Và đây là một cái thành quả trong những dịp gần đây thôi, chị đã cũng chốt lãi cũng rất là nhiều cái cổ phiếu rồi. Và đây là những cái danh mục ngắn và tất cả cổ phiếu đã về tài khoản. Mọi người có thể thấy là những cổ phiếu đều về tài khoản hết và đều khả dụng nhé. Thì những cái cổ phiếu này nó đều đem lại cái tỷ suất lợi nhuận rất là tốt. Và đây là những cái mã mà mình báo trong Zoom khách hàng VIP nhé. Đây không phải là những cái mã mà chị tự mua đâu, tất cả đều trong Zoom khách hàng VIP có những mã này. Đó là những cái thời điểm trước mình hay 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 cho mọi người xem cái list danh mục cổ phiếu VIP của Zoom VIP ấy, thì nó cũng có, thì anh chị em nào có thể xem để check lại xem có đúng không. Đây đây là tỷ suất lợi nhuận sinh ra và cái cổ phiếu chủ lực của Zoom khách hàng VIP của mình thì cũng đang cầm là SSI, SSI nhá, và HSG. IDG thì chị mua cái thời điểm trước rồi, chị vẫn cầm. Đây, đến đây là sinh ra lãi rất là nhiều. Đó, đó là một ví dụ về một khách hàng thôi. Còn rất nhiều anh chị nhà đầu tư trong Zoom khách hàng VIP cũng đã có lãi và cũng thường xuyên là chốt lãi ở trong Zoom của mình. Đó, đó là một cái anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo qua Zoom khách hàng VIP của mình nhá. Mọi người muốn tham gia thì anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo, mình sẽ hướng dẫn anh chị cách tham gia một cách đơn giản và dễ dàng nhất để chúng ta có thể đồng hành với nhau trong giai đoạn sắp tới và cùng nhau kiếm lợi nhuận trên thị trường nha anh chị nhé. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi phân tích những cái mã cổ phiếu nổi bật trong ngày hôm nay. Đầu tiên là cổ phiếu như STB. Chúng ta sẽ phân tích cái cổ phiếu như STB này. Cái cổ phiếu này thì nó cũng đã có một cái nhịp nó tích lũy. Nó tích lũy thì hôm nay nó cũng đã có cái sự tạo đáy từ hôm qua cơ. Và hôm nay nó cũng có nhịp bật tăng, tuy nhiên là mọi người có thấy là nó cũng đang chạm những cái vùng cản. Thì cái cổ phiếu này anh chị nhà đầu tư nào mà thích dòng ngân hàng ấy, thì ngày mai chúng ta sẽ canh những cái nhịp rung lắc tại vùng M20 này. Chúng ta có thể mua cổ phiếu như STB này được. Mình nghĩ rằng nó sẽ có sớm sẽ có những cái phiên nó nổ lên test lại cái vùng đỉnh cũ ít nhất là 26.3. Nên anh em nhé, thì anh em cũng có thể mua những cổ phiếu này để chúng ta có lợi nhuận. Tiếp theo là cổ phiếu như Techcombank. Techcombank thì TCB thì chúng ta cũng có thể thấy là nó cũng quay lên nó test những cái vùng này. Tuy nhiên là những cái cổ phiếu ngân hàng ấy thì đôi khi chúng ta lại thấy là chúng ta cần phải cầm lâu hơn một chút. Đó, đó là đánh cổ phiếu ngân hàng thì mọi người phải hiểu cái tính cách của nó. Đó. Cổ phiếu như BID, ví dụ BID. BID thì hôm nay nó có một phiên giảm điểm và nó cũng đang loanh quanh ở vùng M20. Và chúng ta có thể nhìn thấy là ở cái chart 1 giờ ấy, nó cũng đã tạo đáy tương tự như những cái cổ phiếu kia, nhưng tương tự như hai cổ phiếu vừa rồi đấy, thì chúng ta có thể là chúng ta canh những cái điểm mua nó test lại, nó tạo thêm một đáy MACD ở chart giờ nữa để chúng ta có thể tham gia những cái cổ phiếu như thế này. Đó, đó là những cổ phiếu ngân hàng. Còn đối với cổ phiếu dòng chứng khoán thì chúng ta sẽ quan tâm đến những cổ phiếu như SSI. SSI là một cái cổ phiếu mình thấy là nó giữ được những cái nền giá rất là tốt. Trong những nhịp mà VN Index điều chỉnh thì cổ phiếu này nó tích lũy đi ngang. Đó. Và khi VN Index có sự cân bằng trở lại thì những cái cổ phiếu này mình nghĩ rằng nó sẽ có những cái khả năng nó tăng lên tiếp nha mọi người nhá. Và hôm nay là những cái phiên mà tích lũy, có thể ngày mai nó sẽ nhúng xuống một nhịp, nó test lại đường M20 ở vùng giá 25 cộng trừ. Và ở MACD giờ thì nó có thể tạo được một đáy phân kỳ dương để nó đi lên như thế này, thì cũng là những cái điểm mà chúng ta có thể canh, chúng ta tham gia.
Còn Zoom khách hàng VIP của mình thì những cổ phiếu như SSI nó cũng đã về sẵn hết tài khoản rồi. Chúng ta mua, chúng ta phải mua từ sớm, chúng ta mua canh từ những cái điểm mà 24 cộng trừ 24 đến 24.5 cộng trừ để chúng ta mua những cổ phiếu như SSI nhá. Đó. Đó là những cổ phiếu mà mọi người có thể để ý được, những cái cổ phiếu mà nó đang có cái chạm, nó đang có những cái điểm mà có một đáy rồi và chuẩn bị có đáy thứ hai thì chúng ta phải để ý những cổ phiếu đó để chúng ta mua, chúng ta kiếm lợi nhuận nhá. BSI cũng là một cổ phiếu như vậy. BSI thì nó cũng đã có một cái vào một cái pha điều chỉnh, tuy nhiên nó đã có những cái dấu hiệu điều chỉnh xong và bây giờ cái dòng tiền nó vẫn đã bắt đầu tham gia đối với BSI. BSI thì chúng ta sẽ canh những cái điểm mua tại vùng giá 31 cộng trừ. Đấy, 31 có thể 31.8 đến 31 cộng trừ nhá. Anh chị em để ý những mã cổ phiếu đó. HCM cũng vậy, chúng ta sẽ canh những cái điểm hôm nay là điểm test lại cái vùng đáy này thì nó có thể là nó rung lắc nó xuống một nửa cái cây này khoảng tầm 27.9 cộng trừ thì chúng ta 27 28 27.9 đến 28 nhá. Thì chúng ta có thể canh mua những cổ phiếu như HCM để chúng ta ăn một cái nhịp nữa. Mình nghĩ rằng nó vẫn sẽ có một cái nhịp nữa để nó tăng giá để chúng ta kiếm được lợi nhuận đấy. À, nhưng mà cổ phiếu này thì ở chart 1 giờ thì nó có đã có dấu hiệu, nó có dấu hiệu đấy nhá, dấu hiệu là hai đỉnh MACD phân kỳ âm thì cũng cân nhắc quan sát đã. VCI thì quan sát đã. VND mua như VND này, nó cũng rất giống SSI. VND và SSI là hai cổ phiếu nó tương đối là giống nhau. Vì thế là anh chị có thể chọn hai cổ phiếu, một là VND, hai là SSI nhé. Nhưng mà như mình thì mình chọn là SSI. Mình mua, mình đang cầm SSI rồi, mình mua rất nhiều SSI mọi người. Tiếp theo là đến SHS. SHS thì nó ra những cái thông tin xấu và nó có những cái nhịp nó rũ bỏ, nó quay lại test lại cái vùng đó là 13.3 cộng trừ 13.1. Đó. 13.1, 13.3. Thì hôm nay nó cũng có những cái nhịp kéo và nói chung ấy cái những cái cổ phiếu ở sàn Hà Nội đánh tương đối là khó chịu và nó có những cái sự vẽ nến của nó được nhá. Những đây là những cái cây nến mà nó vẽ chứ không phải là thực tế là nó tăng mạnh xong nó bị giảm đâu. Đây là những cái cây vẽ nến nhá. Và hôm nay nó điều chỉnh với một mức độ là khối lượng thấp thì đây cũng là một cái dấu hiệu rất là tích cực đối với cái cổ phiếu như SHS nhá. Anh chị nào có hàng chúng ta vẫn tiếp tục cầm và chúng ta canh mua ở những cái điểm mà khi nó test lại cái vùng đáy này chẳng hạn thì chúng ta có thể mua thêm cổ phiếu như SHS. Tiếp theo là một cái cổ phiếu của chứng khoán nữa đi. Chứng khoán là chúng ta có những cổ phiếu như VCI này. VCI tăng hôm trước cũng rất là đẹp và hôm nay là một cái phiên nghỉ của VCI tạo thành một cái no Diamond 3. Đây, còn xem ở đây là chúng ta thấy là một no Diamond 3 với khối lượng thấp. Thì mình nghĩ rằng những cái giai đoạn sau ấy, cái cổ phiếu như VCI này nó rất dễ là nó sẽ tiếp tục nó kéo nha anh chị nhé. Nó có phiên nghỉ mà phiên nghỉ với khối lượng thấp như này là rất là tích cực. Sau khi nó điều chỉnh xong thì nó sẽ kéo. Đây mọi người có thể thấy là nó đã có một đáy và chuẩn bị nó vẫn đang tiếp tục tăng. Đó. VCI cũng là một cổ phiếu có thể chú ý được. Hôm nay là tạo một cái biên độ tích lũy trên vùng kháng cự. Cũng rất là ổn đối với cổ phiếu như VCI nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi phân tích những cái cổ phiếu của dầu khí. Dầu khí thì có BR. BR là một cái cổ phiếu mà mình đã cho Dung khách hàng mua từ vùng giá 25 cộng trừ. Đó. Mình cũng đã khuyến nghị anh chị em đây để mình xem lại. BR. BR là một cái cổ phiếu mà hôm trước mình đã cho mọi người mua là cái vùng giá 25 cộng trừ. Đấy, vùng giá 25 cộng trừ là cũng cho anh em lấy cái cổ phiếu này. Đó, nếu mà anh em mà muốn mua trong cái nhịp rung lắc ấy để mình tìm lại xem nó là cái ngày nào. Tìm ở trên này. BR thì mua hôm trước là cũng nhắn mua. Thì mình cũng hôm trước là cũng thôi được rồi, lát nữa mình sẽ tìm bởi vì là tìm cũng rất là lâu.
BR là nhắn cho mọi người là mua 25 cộng trừ. Có những anh chị mà nhà đầu tư chúng ta mà có hỏi, có lúc là nó cũng xuống vùng 24, nó test lại cái vùng đáy đây, nó test lại vùng này, thì cái cổ phiếu này thì chúng ta có thể tiếp tục cầm nhé. Anh chị nào đã có tiếp tục cầm nhé. Hôm vừa rồi mình cũng có phân tích là khi nó tạo thành một đáy MACD tiếp tục ở đây thì chúng ta có thể chúng ta mua cái cổ phiếu này được, và nó đã tạo được một đáy MACD rồi thì cũng rất là ổn nha anh chị nhé. Những cái con như PVC, PVS, PVD nó đã vượt hết rồi thì cái cổ phiếu BR này thì sớm muộn nó cũng sẽ quay trở lại cái vùng 27 thôi. Anh chị nào có hàng thì chúng ta tiếp tục cầm cổ phiếu như BR. Đó. PVC này thì không còn điểm mua nữa rồi, con này có hàng tiếp tục cầm thôi nhá anh chị nhá. PVD này tiếp tục tăng tiếp, nó đang tăng đến chuẩn bị đến vùng kháng cự rồi. Nó chuẩn bị đến vùng kháng cự đó là vùng 21.8 cộng trừ. Đó là vùng kháng cự tiếp theo của cổ phiếu như PVD. Lực tăng đang rất là khỏe nha anh chị nhá, một đáy, hai đáy, ba đáy MACD tăng rất là khỏe. Dòng dầu tăng rất là khỏe cái giai đoạn này. Dòng dầu cái đợt vừa rồi là mình bị lỡ mất nhịp, lỡ nhịp một hai hai đáy MACD này, mọi người có thể. Còn PVS là canh những cái nhịp mà nó điều chỉnh, nó test lại cái vùng flat đó là vùng 27.2 cộng trừ thì chúng ta có thể mua những cổ phiếu như này, như cổ phiếu dầu. Dòng bất động sản thì có những cái cổ phiếu nổi bật là cổ phiếu SEL, cổ phiếu DIC. Cổ phiếu SEL ấy, thì mình chưa cho zoom khách hàng VIP của mình mua, bởi vì là cổ phiếu này mình cần phải theo dõi đã. Mọi người biết là mình theo dõi cái gì không ạ? À, có thể bật mí với anh chị em nhé. Thì cái nhịp này mình đang theo dõi những cái cổ phiếu như SEL này, nó có khả năng nó quay về nó test lại những cái vùng 31, vùng này, vùng 31 cộng trừ, và nó tạo được một cái đáy MACD tiếp theo. Khi nó tạo được một đáy MACD tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành mua những cổ phiếu như SEL. Đó. Khi nào mà xuống đây này, tạo thêm một đáy hoặc là hai đáy như này thì chúng ta sẽ mua con SEL này để đánh giai đoạn sau nhé mọi người nhé. Vì thế anh chị em nhà đầu tư ở Zoom cộng đồng cũng như Zoom VIP thì cũng xem video thì mọi người cũng nhớ là những cái cổ phiếu này chúng ta đang canh thôi. Những cổ phiếu như SEL DIC này là nó chưa có đáy. Nó chưa có thêm đáy và nó đang đang bị mất MA20 này thì chúng ta sẽ theo dõi nó thôi, theo dõi chứ chúng ta chưa mua mới. Ví dụ như cổ phiếu như DIC này cũng tương tự nhé, nó cũng có cái chart tương tự như cổ phiếu SEL. Vì thế là những cái cổ phiếu này chúng ta cần phải canh những cái điểm mua. Anh chị có thể lấy vị thế của nó ở vùng 37.6, 37.5 cộng trừ khi nó có những nhịp điều chỉnh đó với cổ phiếu DIC. Còn đối với cổ phiếu như đất xanh này, đối với cổ phiếu như đất xanh nhé, thì có thể nói là đây, mọi người có thể nói là thấy là đây, cổ phiếu này nó cũng đang tạo một biên độ tích lũy trong chiếc hộp đa vát ở đây, thì nó cũng có những cái phiên va đập trong chiếc hộp thì rất dễ là nó sẽ quay trở lại những cái vùng 27.5 nó test, và có thể nó sẽ tạo thêm một đáy MACD để tạo thành phân kỳ dương ở đây để nó đi lên nhé. Thì anh chị nào mà muốn mua ấy, thì chúng ta canh những cái điểm nó quay về test lại là vùng 27.5 cộng trừ để chúng ta mua những cổ phiếu như đất xanh nhé. Như đất xanh. Đó, còn những cái cổ phiếu khác của dòng bất động sản như cổ phiếu CII. Cổ phiếu CII thì cũng chưa có những điểm mua. MACD thì có dấu hiệu chỉnh nhưng mà nó vẫn đang rất là khỏe. Chúng ta có thể xem ở đây. Ở đây thì chúng ta đã nhìn thấy là nó có một đáy rồi. Một đáy phân kỳ, một đáy rồi. Mới có một đáy thôi. Thì anh chị em vẫn tiếp tục quan sát cổ phiếu này, theo mình là chúng ta quan sát đã, quan sát tiếp tục đã, có khả năng nó quay về nó test những vùng 24 thì lúc đó muốn mua thì mua nha anh chị nhé. Tuy nhiên thì cái mã này nó đang hơi hơi xa MA20, nó đang cách MA20 là 11% cơ. Nếu nó rủ xuống thì nó sẽ rủ xuống khoảng 10% thì lúc đó sẽ rất là rủi ro cho anh chị đầu tư mà mua mới đấy. Chúng ta cần phải chờ đợi nhé, chờ đợi những điểm mua đẹp. Mọi người chưa có người tư vấn khuyến nghị cho mọi người điểm mua đẹp thì xin mời mọi người tham gia vào Zoom khách hàng VIP của mình sẽ khuyến nghị tư vấn cho anh chị 24 trên 7 luôn. Những cái tư vấn riêng, tư vấn 24 trên 7 là những cái Zoom lớn không có đâu ạ. Những cái Zoom lớn mọi người không dành nhiều thời gian cho anh chị để tư vấn cho mọi người như thế đâu. Những Zoom của mình thì mình luôn luôn tư vấn cho mọi người 24 trên 7 luôn. Đó là quyền lợi của anh chị khách hàng VIP, hỏi bất cứ lúc nào, hỏi cả ngày cả đêm mình vẫn trả lời cho anh chị nhà đầu tư. Có anh chị trong Zoom cộng đồng thì chỉ mình chỉ hỗ trợ anh chị nhà đầu tư trong phiên giao dịch thôi,
và anh chị hỏi mình trong phiên giao dịch và cũng sẽ không nhận được những cái khuyến nghị của mình, những cái khuyến nghị, những mã điểm mua bán, những mã cụ thể nào trong Zoom cộng đồng nhé. Đó là mình để dành cho anh chị trong Zoom khách hàng VIP, vì đó là quyền lợi của mọi người khi tham gia Zoom khách hàng VIP. Mọi người sẽ được rất nhiều thứ, sẽ được lợi thế hơn. Mọi người tham gia Zoom VIP, mọi người chỉ có được thôi, chẳng có mất cái gì cả. Trừ khi là anh chị không có tài khoản tại VPS hoặc TCBS thì anh chị sẽ mất phí vào Zoom thôi. HDG thì cổ phiếu này không mua được rồi. Cổ phiếu này không có những cái điểm để chúng ta tham gia mua đâu. Cổ phiếu nó chạy quá nhanh, quá khỏe thì có những cái nhịp mà nó test lại cái vùng này. Thì chúng ta, anh chị nào khẩu vị rủi ro thì chúng ta cân nhắc chúng ta mua thôi. Những cái nhịp mà nó test lại cái vùng 24, 54.4 ấy thì chúng ta có thể xem mua. Đây, một đỉnh, hai đỉnh này, nó đã có hai đỉnh rồi mà con này mà lên tạo thêm thành ba đỉnh thì rất dễ là nó vào một cái pha điều chỉnh mạnh nhé. Vì thế là chúng ta nên cân nhắc lựa chọn những cổ phiếu nào nó đang có những cái mẫu hình đẹp hơn để chúng ta mua. Những cổ phiếu nào nó có những cái mẫu hình mà nó rủi ro ấy, thì chúng ta sẽ không mua nữa nhé. Và một cái cổ phiếu như IDG cũng là một cổ phiếu của mình vừa giới thiệu mọi người lúc đầu ấy, danh mục của khách hàng VIP của mình ấy. Thì đây nó hôm nay nó tăng lên vùng kháng cự và nó chịu cái áp lực bán rất là mạnh nhé. Chịu áp lực bán rất là mạnh. Và cái cổ phiếu nào này anh chị có hàng chúng ta sẽ cầm quan sát thêm phiên ngày mai. Nếu cổ phiếu có những dấu hiệu suy yếu thì chúng ta có thể hạ cổ phiếu ra, mua cổ phiếu khác nhé. Tiếp theo là chúng ta quay lại cái những cái cổ phiếu dòng bất động sản khu công nghiệp. Có thể nói như cái cổ phiếu IDC này nó đánh là mẫu hình nền chồng nền nha anh em nhé. Đây là mẫu hình nền chồng nền. Và mẫu hình nền chồng nền là mẫu hình rất là khỏe, mẫu hình đem lại rất nhiều lợi nhuận cho anh chị nhà đầu tư. Cái con này nó đánh như thế này là mình nhớ lại cái cổ phiếu như DGC đã có những cái mẫu hình nền chồng nền như thế này. Nó đánh rất là khỏe, sau đó DGC tăng rất là mạnh cổ phiếu đó. Lát nữa mình sẽ mở DGC cho anh chị em xem. IDC này nó tăng như thế này rồi thì chúng ta ngồi nhìn thôi. Mọi người đừng có dại mà đu nhé. Muốn mua ấy thì chúng ta phải đợi những cái nhịp mà test lại cái vùng hỗ trợ này. Test lại quanh cái vùng 64, 65 thì chúng ta mới mua, chứ còn đừng nhảy vào đu những cây như thế này, rất là rủi ro cho tài khoản của anh chị đấy. Tiếp theo là chúng ta có thể một cổ phiếu của bất động sản khu công nghiệp, đó là KBC. Mọi người có thể thấy là con KBC này nó đã quay lại, nó test lại cái vùng hỗ trợ một lần nữa, nó test lại cái vùng đáy cũ một lần nữa. Và với một cái khối lượng mà khối lượng là cũng không lớn lắm, cạn kiệt dần đi thì cái cổ phiếu KBC này chúng ta cũng có thể để ý được nhé. Nhưng mà riêng những cái cổ phiếu mà nó dưới đường MA20 như thế này thì nó sẽ có nhiều rủi ro hơn những cái cổ phiếu khác mà nó trên đường MA20. Vì cái sức mạnh của nó nó không bằng nha anh em nhé. Còn về cái trạc giờ ấy thì nhìn con này đang khá là đẹp, nhìn khá là đẹp nhé. Nhưng mà không biết tính cách đội lái đợt này nó đánh như thế nào. Nó mà đánh vượt cái vùng này thì nó sẽ tăng tăng tiếp tục lên những cái vùng chinh phục những vùng kháng cự mới, đó là vùng 40 cộng trừ đối với KBC nhá. Anh chị em nào có hàng thì cầm tiếp quan sát đối với KBC. ITA thì cũng đang bò trên MA20. Và mọi người có thể thấy là cổ phiếu này chuẩn bị quay xuống để tạo thêm một đáy MACD. Thì cái cổ phiếu như ITA chúng ta cũng có thể để ý nhé, có thể nó ăn theo cái sóng của bất động sản khu công nghiệp. Đó, đây ở trạc giờ cũng chuẩn bị có những cái điểm mua rồi. Và cổ phiếu này nếu mà tạo được thành một đáy MACD ở cái trạc này ấy, thì nó lại thành đẹp nhé. Nó tương tự như cái cổ phiếu như BR. Đấy, anh chị nhà đầu tư nào có khẩu vị như con ITA này, mọi người có thể canh những cái điểm để chúng ta tham gia cổ phiếu như ITA nhá. LDG này. LDG cũng vậy, đang bám trên MA20 thì con này còn đẹp, nó sẽ đẹp hơn cổ phiếu như ITA nhá, vì nó tích lũy trên MA20. Nó khỏe hơn, nó sẽ có sức mạnh tốt hơn. Đây, cũng có những cái chart như này. Bây giờ chúng ta sẽ canh những cái cổ phiếu mà nó có cái dạng mẫu hình như này nhá. Anh em nào mà xem video mà mua được những cổ phiếu như mình khuyến nghị thì mọi người để lại cho mình một bình luận nhá, một comment để mình sẽ chúc mừng anh chị em nhà đầu tư đã mua được những cái cổ phiếu như mình. VGC đây, mọi người thấy là con VGC hôm nay nó kéo về cuối phiên cũng rất là mạnh, nhưng mà chịu cái áp lực bán ở trên cái những cái vùng người ta chốt lãi. Những anh chị nào mà thấy nó kéo mạnh quá lôi hàng ra bán thì những cái cổ phiếu như VGC này chúng ta không còn những điểm mua đâu anh chị nhé, đừng có dại mà đu, rất là rủi ro đấy.
rất là rủi ro trong giai đoạn này nếu anh chị đu những cổ phiếu như VGC nhá. Còn một dòng anh Tuấn Mượt nữa đó là cổ phiếu như GAC. Cổ phiếu như GAC cũng có những cái nhịp mà nó kéo lên, cổ phiếu này của dòng điện. Hôm nay một cái cây khối lượng vào rất là lớn, tuy nhiên là cái vùng giá nó không được giá trần thì chúng ta cũng nên xem xét như thế này, rất dễ là nó sẽ quay lại nó test lên những cái vùng đỉnh cũ này nha anh chị nhá. Mọi người nên quan sát để chúng ta mua TLD này. TLD hôm nay tăng lên chạm M20 đấy, thì con này cũng không có gì nhiều để phân tích, mọi người có thể để ý những cái mã cổ phiếu nào mình nói. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi phân tích là hóa chất và thép. Thì hôm nay có DGC. DGC mọi người có nhớ không, những cái nhịp gần đây mình cũng có nói là cái con này cũng rất là đẹp này, mình đã vẽ sẵn ở đây có hai đáy MACD và mọi người có thể tham gia mua cổ phiếu DGC này khi nó lấy lại được đường MA20. Và đây cũng là những cái tín hiệu cũng rất là đẹp đối với DGC nhá. Con này nhìn khá là đẹp đấy. DGC nó đẹp hơn là DCM đấy. Nó còn đẹp hơn DCM, nhưng mà DCM xuống test lại vùng hỗ trợ là tăng luôn. Test lại xong tăng này. Đấy, DCM test lại xong tăng ở cái 1 giờ, xem nào. 1 giờ thì cũng đang ngóc đầu lên rất là khỏe. Nhưng mà mình vẫn thích là DGC hơn anh em ạ. Mình vẫn thích DGC hơn. Cổ phiếu như DGC này mình vẫn thích hơn, bởi vì cái chart nó nhìn nó an toàn hơn anh em nhé. Chart nó nhìn an toàn hơn. Đây. Người có thể thấy là nó quay lại, nó test lại những cái vùng kháng cự cũ, nếu mà nó vượt qua được đây thì nó sẽ break lên cái vùng vùng đó là vùng 100, 100 cộng trừ đối với DGC nhá. Cái target là 100 cộng trừ. DPM thì hôm nay nó cũng có nhịp tăng và ở đây nó có cái sự tạo thành hai đáy MACD này. Con này đã tạo thành hai đáy MACD giống như DGC rồi. Thì cái cổ phiếu này chúng ta cũng có thể chú ý được, nếu nó vượt qua được cái vùng vùng 48.5 cộng trừ thì rất dễ là nó sẽ quay trở lại những cái vùng kháng cự tiếp theo ở cái vùng đó là 51 cộng trừ nha anh em nhé. Anh em nào có hàng thì chúng ta quan sát. Còn những cái cổ phiếu như HSG này, mọi người thấy là nó đang ở những cái pha tích lũy thôi, đang tích lũy lại thì có thể là nó sẽ quay xuống, nó tạo một đáy MACD tiếp thì lúc đó nó đi lên mới khỏe. Cái vùng kháng cự ở trên 21.9 đến 22 thì mình nghĩ rằng nó cũng sớm muộn nó cũng sẽ vượt qua thôi. Đối với những cổ phiếu như HSG nó đang có cái xung lực cũng rất là khỏe đối với cổ phiếu thép. HSG, NKG nếu anh chị mà thích thì chúng ta mua những cổ phiếu này nhá. Thích thì chúng ta mua những cổ phiếu này, nó đang tích lũy ở cái vùng nền thôi. HSG, NKG. NKG thì nó yếu hơn HSG một chút nhưng nó cũng đang có những cái chạc cũng rất là ok. Nếu mà chỉnh xuống đây mà tạo được một đáy nữa thì nó có thể nó tăng tiếp tục nhá anh em nhá. Anh em canh mua những cổ phiếu nào theo sở thích của mình, những cái cổ phiếu mà mình đã gợi ý ở đây thì anh em thích mua cổ phiếu nào thì chúng ta canh. TLH này, TLH mọi người cũng có thể canh được con này, canh mua con TLH này, nó đang bám M20 cũng rất là ngon, cổ phiếu này cũng rất là ngon nhá. TLH này một gợi ý cho anh em. TVN này cũng bám M20, cũng có thể canh mua được những cái cổ phiếu nhỏ nhỏ như này. Nếu anh thích, anh chị có khẩu vị cổ phiếu nhỏ thì chúng ta mua. Còn HPG thì nó khá là nặng, tuy là nó cũng giống như TLH với TVN nhưng mà nó nặng lắm. Anh chị tốt nhất là chơi những cái con cổ phiếu như TLH, TVN, HSG, NKG nhá. Mọi người không nên chơi những cổ phiếu kia. Thủy sản thì chúng ta có thể để ý những cái cổ phiếu như ANV này. ANV thì cái điểm mua nó hơi cao, chênh vênh cái điểm mua cao á, nó cũng đã có đang hướng lên cũng rất là khỏe. VSC này, VSC cũng rất là khỏe nhưng mà mình nghĩ rằng cái kiểu này nó rất dễ là nó sẽ tạo một đáy MACD tiếp theo để nó tăng nhá. Đấy. IDI thì sao? IDI thì cũng thế, đang vào pha điều chỉnh để tạo đáy MACD này thì chúng ta cứ quan sát thôi. CMX chuẩn bị tạo được đáy hai này, con này mà tạo được đáy hai ở chặng này thì lại ngon, lại mua nha anh em nhé. Để ý những cổ phiếu dòng thủy sản rất là đang rất là nhìn cũng rất là ổn đấy. Thủy sản này chuẩn bị lấy lại được M20 và lấy lại M20 thì chúng ta có thể mua 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 khi nó tạo đáy MACD lần hai nhé. Đó đó là thủy sản. Dệt may thì có TCM này, TCM đang tăng cũng rất là tốt. VGT này, VGT thì con này không đẹp bằng. STK này cũng không đẹp. May Sông Hồng này cũng cũng thế. Xem con nào nữa nhỉ?
dệt may rồi thì có TNG này. TNG thì cũng nhìn cũng tạm được, cũng có 1 2 3 đáy MACD rồi. Và chuẩn bị có một đáy nữa ở đây. Chuẩn bị có một đáy MACD nữa thì con này cũng mọi người cũng có thể quan sát được nhá. TNG. TNG ở chạc ngày thì chúng ta cũng có thể quan sát được, nó đang M20 nó cũng đang bẻ ngang đi rồi và cũng đã tạo được một đáy MACD. Nếu có thêm một đáy nữa thì chúng ta sẽ tự tin hơn để chúng ta mua những cổ phiếu này nhá. Và video ngày hôm nay thì mình cũng xin kết thúc tại đây. Anh chị nhà đầu tư nào muốn tham gia Zoom khách hàng VIP thì mọi người cứ liên hệ với mình nhá. Anh chị em nào mà cần mình phân tích những mã cổ phiếu nào mà hôm nay mình không phân tích thì mọi người có thể comment tại phần bình luận cho mình biết để ngày mai video ngày mai mình sẽ phân tích cho anh chị em nhé. Anh chị em liên hệ với mình để mình hướng dẫn tham gia Zoom khách hàng VIP để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận như những cái khách hàng VIP của mình như mình vừa giới thiệu nhé. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video tiếp theo.